Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Nam Cam được biết đến là một ông trùm giang hồ khét tiếng. Bao năm bồn tẩu giang hồ, bên cạnh Nam Cam luôn có một thế lực ngầm ủng hộ, khiến ông trùm từ một giang hồ quèn lên nắm quyền lực. Chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Năm 1995, nguồn tin của trinh sát đặc biệt bên Tổng cục 2, Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng được gửi tới Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Báo cáo nhanh cho biết, tại thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu đã hình thành những băng nhóm xã hội đen bảo kê cho các sòng bài, cho các phi vụ đâm thuê chém mướn, đòi nợ, mà Nam Cam là một tay trùm khét tiếng. Y tồn tại và ngày càng lộng hành là bởi phía sau y còn có những người đang trực tiếp thực thi pháp luật trợ sức. Cách đơn giản của họ là làm ngơ trước những việc mà băng nhóm y làm. Khi đó, Trung tá Hữu Ngọc, Phó trưởng phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, là một nhân vật đầy bản lĩnh trước bọn tội phạm chuyên giết người, cướp của tàn bạo. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thấy dấu hiệu không bình thường, nếu lực lượng trọng án của Bộ nhảy vào vụ này, sẽ vấp phải sự che đỡ của chính nội bộ ngành ở địa phương. Ông Hữu Ngọc tìm đến báo Thanh Niên đề nghị phối hợp điều tra và khi nào có thể thì cung cấp dần thông tin lên báo để nghe ngóng thái độ phản ứng của nhiều phía khác nhau. Anh Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên lúc đó hình dung ra sự đụng chạm nên đã quyết định đưa ông Hữu Ngọc tới báo cáo trực tiếp Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Khi ấy là thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhưng trực tiếp phụ trách khối nội chính của Đảng. Đây có thể sẽ bị coi là vượt rào nếu cấp trên của Trung tá Hữu Ngọc biết được. Sau khi được Trung tá Hữu Ngọc nêu những tình tiết vụ việc, ông Phiêu trầm ngâm. Thế này thì nguy hiểm quá. Chúng ta phải quyết liệt và phải làm triệt để thôi. Nếu không vậy, có ngày chúng ta sẽ mất hết cán bộ và cũng có nghĩa là sẽ mất cả chế độ chứ chơi à? Việc này để tôi tính thêm rồi sẽ yêu cầu các đồng chí bên Bộ Công an báo cáo theo đường chính tắc. Sau đó rồi chúng ta tính. Thế rồi sau một thời gian điều tra, Trung tá Hữu Ngọc đề xuất cấp trên và Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Trương Văn Cam để mở rộng điều tra. Sau đó trong một cuộc họp, Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát đã trực tiếp trao cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến, báo Thanh Niên, những tài liệu trinh sát về băng nhóm tội phạm Nam Cam. Có bút phê chỉ đạo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, triệt phá băng nhóm này. Ngày đó, sau khi viết loạt bài đầu tiên về vụ án trên, nhà báo Nguyễn Việt Chiến đi đường thì bị xe máy của thanh niên nào đó phóng bạt mạng, rồi va quệt mạnh một cách không bình thường. Lúc đó, tòa soạn chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bị tay chân của Nam Cam gọi điện dọa sẽ đặt bom. Tướng Trịnh Thanh Thiệp đã trực tiếp xuống báo chúng tôi thăm, động viên và cử một nhóm trinh sát xuống báo hỗ trợ cả một thời gian dài để anh em yên tâm. Ngay sau đó, nhóm phóng viên ở thành phố Hồ Chí Minh được chỉ đạo thâm nhập những tụ điểm của băng nhóm Nam Cam như tài liệu của trinh sát cung cấp để viết, phản ánh trên mặt báo. Những tưởng sẽ có những kết luận điều tra thuận lợi cho việc truy tố sau này với Nam Cam, nào ngờ chứng cứ vụ việc vẫn không đủ để đi tới mục đích đề ra. Vậy là Nam Cam dù đã bị bắt nhưng cũng chỉ bị đưa đi cải tạo lao động mà không tài nào kết nối nổi y, dù đàn em thì cũng đã bị tóm và kết án không hề ít. Vì thế vào khoảng năm 1997, Nam Cam đã được trở về địa phương. Sau này khi Bộ Công an quyết định bắt y lần thứ hai 2001, chúng ta mới hiểu ra nhiều điều. Vì sao y không bị tù mà còn được thả sớm là có những ai đứng phía sau giúp y. Đó chính là hàng loạt cán bộ nhà nước, trong đó có ngành pháp luật. Chân tướng trùm Nam Cam và tay chân dần lộ diện sau khi được ra khỏi trại cải tạo. Điều đáng mừng nhất là những người có thế lực trong bộ máy nhà nước đứng phía sau y đã bị cơ quan điều tra bóc gỡ và đã lộ sáng nhờ vào chính những người chỉ huy trung kiên, tận tụy vì dân, trong ngành kiểm tra đảng, nội chính. Công an trên tinh thần bất luận họ là ai, ở cấp nào cũng đều phải truy xét luận tội phân minh. Và dịp đó, báo Thanh Niên trong năm 2002 đã đăng tiếp tục 65 bài viết, một con số rất lớn về một vụ án được đăng tải trên một tờ báo.
Nhờ có chứng cứ Nam Cam sai khiến đàn em sát hại cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn, cũng như đã chỉ đạo đàn em bắn chết chùm xã hội đen Dung Hà. Các cơ quan tố tụng khép tội nặng nhất với Nam Cam, tử hình y và nhiều đồng bọn với mức án cực kỳ nghiêm khắc. Một phiên tòa hình sự xét xử bọn tội phạm giang hồ bảo kê nhà hàng, song bạc và đâm thuê chém mướn mà có đến 155 bị can phải ra hầu tòa vào năm 2003. Trong đó cả đến cấp ủy viên Trung ương Đảng, cấp Thứ trưởng Công an và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và rất nhiều cán bộ công an, kiểm sát viên trung, cao cấp khác cũng bị vướng vòng lao lý. Với hệ thống chính trị của chúng ta, đó cũng là một tổn thất hết sức lớn, đầy đau xót vì mất quá nhiều cán bộ. Thậm chí cả những anh hùng lực lượng vũ trang đã một thời với thành tích lẫy lừng trong đấu tranh với tội phạm. Đó là cái mất rất đáng tiếc. Nhưng về đại cục nó chẳng là gì nếu điều đó làm cho chế độ xã hội này ngày một tốt đẹp lên, vững chắc hơn. Nhưng kết quả thì cũng đáng tự hào dù có lúc bị phê bình như vậy, chứ không đến mức nặng như chúng tôi đã chủ động lường trước. Đó cũng là sự nhìn nhận công minh, sáng suốt của Đảng đối với những gì chúng tôi làm. Phạm Đức Bình quê ở Móng Cái, Quảng Ninh. Lớn lên trong gia đình có truyền thống, nhưng từ nhỏ, y đã ưa quậy phá và bị đuổi học khi mới đủ trình độ xóa nạn mù chữ. Tháng 8 năm 1988, y nhập ngũ và được điều về tiểu đoàn kiểm soát quân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ đấy, hắn có biệt danh là Bình Kiểm. Bản chất lưu manh trong Bình Kiểm được bộc lộ khi hắn có điều kiện giao du, tiếp xúc với đám giang hồ Sài Thành. Mối quan hệ trong giới xã hội đen đã đưa hắn đến quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp sau khi xuất ngũ. Năm 1991, với địa chỉ thường trú tại 111 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, Bình bắt đầu thu nạp những tên đầu gấu đất Bắc như là Hậu Lé, Thanh Xà Bông, Sơn Gà, anh em Tùng Giang và học tập cách làm giàu của thế giới ngầm địa phương đầu tư vào lĩnh vực sòng bài. Sòng lớn đầu tiên mà y thành lập nằm trên đường 3 tháng 2, quận 10. Mỗi chén con bạc tham gia phải đặt tiền sâu 1 triệu đồng. Bằng những mối quan hệ đặc biệt để bảo vệ an toàn cho sòng bài của mình trước các cơ quan chức năng, Bình thu hút ngày càng nhiều con bạc đến sòng. Bình còn mở một shop bán đồ thể thao lấy tên là Hoàng Phúc trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1 và giao cho Phúc một chùm cá độ và cờ bạc đứng bán. Một lần, đàn em của Bảo Thái Tử, con của Nam Cam và Trúc Mẫu Hậu, mua phải hàng nhái ở đây, đã tâu lại với đại ca. Lập tức Bảo dẫn Lâu La đến shop Hoàng Phúc đập tan tành. Biết tin, Bình Kiểm phóng xe tới băm thịt Bảo, bất chấp y là con của Nam Cam. Bảo dính đòn ôm đầu đầy máu bỏ chạy. Sau vụ này, Hiệp Phò Mã, con rể của Nam Cam tới dàn xếp, nhưng Bình nhất quyết không chịu. Hành động của Bình Kiểm đã khiến cho Nam Cam nóng mặt quát. Thử coi nó làm được gì, cho nó banh xác luôn. Sau lần đó để bảo vệ mình, Bình Kiểm đã đặt mua một khẩu súng tiểu liên cực nhanh của Bỉ, hiệu Pascal với 96 viên đạn. Đi đâu hắn cũng kè kè khẩu súng bên mình, khiến cho chẳng ai dám động vào hay hỗn lão với Bình Kiểm. Trước đó, trong một lần đi hát karaoke, Nam Cam vừa kêu chai rượu chưa khui, thì có đám khách nước ngoài đánh tiếp viên chạy luôn vào phòng hát của mình. Nam Cam nổi nóng bạt tay tên vũ phu. Không ngờ đám này quen với Bình Kiểm nên gọi điện cho đàn anh tới. Bình Kiểm kéo đàn em tới bao vây trước vũ trường, không cho Nam Cam ra về. Bình cởi trần cầm dao vào quán đòi thách đấu tay đôi với Nam Cam. Tuy nhiên lúc này Nam Cam đang ở trong phòng điện thoại cho đàn em, nhưng chưa có ma nào tới. Khi Bình Kiểm vào tận phòng thì bắt gặp Nam Cam ngồi một mình, đầu gục xuống, hai tay chống trán, trước mặt là hai chai hát về shop chưa khui. Sau đó một người có mối quan hệ chung với cả Bình Kiểm và Nam Cam đứng ra can thiệp và xin cho Nam Cam ra về. Sau vụ việc này, danh tiếng của Bình càng lừng lẫy trong giới giang hồ. Những kẻ đã từng xô sát với hắn thời kỳ trước sợ xanh mặt đều kéo nhau mang tiền đến xin lỗi và nộp phạt. Không giống như những ông trùm giang hồ máu lạnh khác, Bình Kiểm có những nguyên tắc riêng của một giang hồ sạch sẽ. Đối với hắn có 3 việc không bao giờ làm. Thứ nhất là buôn ma túy, thứ hai là cho vay nặng lãi,
thứ ba là kinh doanh trên thân xác đàn bà. Quả đúng với những gì mà mình tuyên bố. Hồ sơ của Bình Kiểm chằng chịt những tội danh lớn có, nhỏ có, nhưng không bao giờ có những tội danh liên quan đến ba nguyên tắc trên của hắn. Điều đó khiến hắn chẳng những được giới giang hồ thấy kinh sợ mà còn thêm phần nể trọng. Quả thật, Bình Kiểm là kẻ giang hồ có 102 trên đời này. Khi bị bắt vào tù và lĩnh án 28 năm trời vì chính hắn là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc động trời năm 2005 với số tiền chuộc lên đến 10 triệu đô la. Hắn rất thuần và có thái độ rất hợp tác. Những ngày trong tù, dưới gối của hắn bao giờ cũng có những cuốn tiểu thuyết kinh điển như Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Hắn đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần, thuộc lau lau nhưng vẫn rất trân quý những cuốn sách của mình, còn hơn cả gia tài bạc tỷ. Linh cảm mình sắp bị đưa ra pháp trường, trùm giam hồ Nam Cam trằn trọc mất ngủ cả đêm, hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cuộc đời oanh liệt bao nhiêu thì những phút giây cuối đời lại cô độc bấy nhiêu. Những ngày cuối đời, Nam Cam thường đọc kinh Phật và luôn nghĩ đến sư cô Diệu Quang với hy vọng linh hồn được siêu thoát sau khi tử hình. Lúc này, có lẽ Nam Cam đã thấu hiểu được về luật nhân quả cho những tội ác mình gây ra. Linh cảm được mình sắp phải thi hành án tử, Nam Cam tắm gội sạch sẽ khác thường, đòi mặc bộ quần áo tù mới. Cả đêm trằn trọc không ngủ, hết trở mình lại nhìn đăm đăm lên trần nhà. Ngày 21 tháng 5 năm 2004, quyết định thi hành án tử hình Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em được ban hành, giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Để buổi thi hành án diễn ra an toàn, hàng loạt thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa nghi phạm từ trại giam ở Tiền Giang về trại giam Chí Hòa. 0 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, tại trại giam, thủ tục chuyển trại, 5 bị án Trương Văn Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh được đưa ra xe rời trại tạm giam của Công an tỉnh Tiền Giang một cách lặng lẽ. Mỗi người ngồi trên một xe đặc chủng. Lúc này, họ cũng chỉ được thông báo như một cuộc chuyển trại bình thường. Từ tội Châu Phát Lai Em không chút nghi ngờ, vẫn tỉnh táo, chỉ quần áo tư trang của mình cho cán bộ quản giáo lấy ra. 1 giờ 45 phút, đoàn xe áp giải 5 bị án sừng sỏ một thời đến chân cầu Tân An. Gần 2 giờ 30, tại trại giam Chí Hòa, 5 bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ. Vẫn nói chuyện bình thường, bởi họ cứ ngỡ rằng đó chỉ là thủ tục chuyển trại bình thường. Duy nhất ông trùm Nam Cam tỏ ra lặng lẽ hơn ngày thường. Bước chân vào xe chậm một chút, có lẽ tuổi đời kinh nghiệm sống lọc lõi đã khiến tội nhân khét tiếng này lờ mờ đoán được điểm cuối của con đường chuyển trại. 3 giờ 30, cả năm tử tù được đánh thức, lần lượt được dẫn giải vào hội trường của trại giam Chí Hòa để lăn tay, xác minh lại lai lịch, làm các thủ tục cuối cùng. Họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời trăng trối gửi người thân, gia đình trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án và Công an. Sau đó, hội đồng thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay quần áo mới. Bữa ăn cuối cùng cũng được mang ra. Lúc này cả năm bị cáo mới chợt hiểu ra mọi sự. Một đùi gà, một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt, nhưng không ai có thể nuốt nổi. Gương mặt của Nam Cam giờ đây lộ rõ vẻ thất thần, chứ không còn sự tinh danh mưu mô xảo quyệt vốn có. 4 giờ 30, các tử tội được đưa lên xe. Trước khi bước chân vào trong, ai cũng cố nấn ná vài giây, đưa mắt nhìn xung quanh. Đoàn xe chuyển tử tội tiến ra Thủ Đức. Có xe mô tô cảnh sát dẫn đường, có xe cảnh sát bảo vệ hộ tống. Để đảm bảo an toàn từ suốt đêm trước, trên tất cả các ngã tư giao lộ mà đoàn xe đi qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đều cắt cử cảnh sát giao thông trực sẵn. 5 giờ sáng, đoàn xe chở tử tội Nam Cam và 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình, quận 9. Được dẫn xuống xe, cả 5 phạm nhân hầu như không bước nổi, phải có người xốc nách dìu đi. Đặt chân xuống đất, vừa nhắc thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh gần như quỵ hẳn, rung bần bật. 5 người được dẫn vào vị trí, sắp thành hàng ngang theo thứ tự. Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em,
Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Những thủ tục cuối cùng được tiến hành đầy đủ, thứ tự nhưng khá nhanh chóng. Tuy không công khai, nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn 200 người dân, thân nhân những bị án, và lẫn trong đó có cả những người từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm Nam Cam đang chờ giây phút đền tội của những kẻ thủ ác. Các tử tù đã bịt mắt bằng một mảnh vải đen, lần lượt bị cột vào cái cọc giống như cái thang, cao hơn 2 thước. Hai chiếc đèn pha trên nóc ô tô chở cảnh sát bảo vệ đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy mọi việc đang diễn ra. Tội trạng từng người, từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình. Tiểu đội hành quyết giàng hàng ngang, tiến lên phía trước, đối diện năm tử tội. Đội trưởng hành quyết ra lệnh, giọng đanh gọn. Tất cả vào vị trí, chuẩn bị, bắn. Hàng súng có gắn lưỡi lê dương lên ngang tầm mắt của các xạ thủ. Ngay sau mệnh lệnh hành quyết, loạt đạn đanh khô khốc ghê rợn vang lên. Tiếp theo là 5 phát đạn ân huệ cuối cùng dành cho tử tội. Những chiếc dây thừng buộc tử tội vào cọc được mở ra. Xác Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh mềm nhũn, trắng bệch, đổ ập về phía trước, nơi đặt sẵn 5 cỗ quan tài. Các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ, báo cáo hội đồng thi hành án. Cả 5 tử tội đã chết. 5 giờ 45 phút, đội thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật. Cũng trong ngày, con cháu Nam Cam tới thắp hương khấn mộ được chôn cất tại trường bắn. Trước đó, theo bản án phúc thẩm, Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em bị tuyên án tử hình. Cả 5 tử tội có đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết và bị bác vì tội lỗi của họ đã quá dày. Sự ăn năn không cứu được nữa. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.